Diễm Thi và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị đến với bản tin sáng thứ ba ngày 27 tháng 9 với một số tin tức đáng chú ý. Hàng ngàn người dân kéo lên tòa án Kỳ Anh đòi Formosa bồi thường. Đàn ông Việt Nam ăn nhậu thuộc loại hàng đầu thế giới. Kính thưa quý khán thính giả, hôm qua tòa án thị xã Kỳ Anh đã nhận 199 hồ sơ của giáo dân Quỳnh Lưu kiện Formosa. Tin chúng tôi ghi nhận được cho hay sáng nay sẽ có hơn 4.000 người cùng đến tòa án Kỳ Anh, Hà Tĩnh tiếp tục nộp đơn đòi Formosa phải bồi thường. Tin này được anh Paul Trần Minh Nhật nói với Đài Á Châu Tự Do vào đêm hôm qua sau khi từ tòa án Kỳ Anh trở về. Anh Nhật là người cùng với Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên hướng dẫn các giáo dân cách điền và nộp hồ sơ kiện Formosa đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển. Không biết liệu ngày mai thì cái con số đó nó có gia tăng hơn hay không nữa, và có thể là không phải chỉ có Quý Hòa, không phải chỉ có Đông Yên mà nhiều nơi xung quanh thì biết chuyện này họ sẽ lên. Và để đối diện với cái này, theo như em được biết hiện nay thì báo chí nhà nước cũng đã bắt đầu lên tiếng. Dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Nam và anh Trần Minh Nhật cùng với một số người cộng sự khác, phía bên tòa đã tiếp nhận một số đơn của các nạn nhân. Cái công việc nó tiến triển nó khá là êm đẹp. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì đã nạp được 199 đơn, tức là khoảng được còn 344 nữa. Thật ra thì ban đầu á có một số người nói là một số sẽ từ chối, nhưng mà vì mình cũng biết luật, mình nói với họ rằng nếu như mà đây là giai đoạn tiếp nhận chứ không phải là vào giai đoạn thụ lý. Thưa quý vị, trong lúc anh Nhật chia sẻ với chúng tôi những tin tức trên, Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam cùng với tất cả giáo dân đã về đến giáo xứ Đồng Yên, nơi mà theo anh thì là nơi trung tâm của thảm họa môi trường và hiện tại gần như là một vùng đất chết. Xin được nhắc lại, trong ngày hôm qua, cho dù 20 chiếc xe chở bà con giáo dân đã bị nhà cầm quyền huy động lực lượng, cảnh sát cơ động để ngăn cản từ sáng sớm, nhưng đến gần trưa thì mọi người cũng tiến vào được khu vực của tòa thị xã Kỳ Anh. Đây là một cuộc khởi kiện được dư luận gọi là một vụ kiện lịch sử, mà hiện tại là hàng trăm ngư dân kiện công ty gang thép Formosa gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển. Tiếp tục phần tin tức sáng nay, hôm qua chính phủ Đài Loan lên tiếng chỉ trích Hồng Kông liên quan đến việc chính quyền đặc khu Hồng Kông đã từ chối cấp chiếu kháng nhập cảnh cho những chính trị gia có liên hệ với đảng Dân Tiến đương quyền của nữ tổng thống Thái Anh Văn, là đảng đang bị Bắc Kinh nghi ngờ có ý muốn tuyên bố độc lập. Tại Đài Bắc, Văn phòng đặc trách quan hệ với Trung Quốc nói rằng điều đáng tiếc này xảy ra vì chính quyền Hồng Kông bị áp lực bởi Bắc Kinh. Phía Hồng Kông chưa lên tiếng nói gì về việc này. Trung Quốc điều tra một hệ thống ngân hàng Bắc Hàn bị tình nghi có những hoạt động trái phép vì đứng làm trung gian chuyển tiền chính phủ Bình Nhưỡng dùng để mua những trang thiết bị chế tạo vũ khí hạt nhân. Tin này được nhật báo Yonhap xuất bản tại Seoul loan tải ngày hôm nay dựa theo những nguồn tin phát xuất từ Bắc Kinh và Seoul. Bài báo cho biết bị điều tra là hệ thống ngân hàng Kwangson của Bắc Hàn và chi nhánh của ngân hàng này ở thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh nằm giáp ranh với Bắc Hàn. Những chi tiết được phổ biến qua bài báo cho thấy có những bằng chứng xác nhận ngân hàng này đã nhận và chuyển tiền giúp cho chính phủ Bình Nhưỡng để mua những vật dụng cần thiết giúp Bắc Hàn theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Trung Quốc vừa điều hơn 40 máy bay chiến đấu bay qua vùng trời trên eo biển Mikako nằm giữa đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản vào hôm Chủ nhật vừa qua trong một diễn tập được thực hiện ở vùng biển Tây Thái Bình Dương. Website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc loan tin này vào ngày hôm qua. Những chiếc máy bay này bao gồm Sukhoi Su-30, máy bay ném bom và máy bay tiếp liệu. Tất cả đều không vi phạm vùng trời của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay qua eo biển này. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc diễn tập nhằm mục đích đánh giá khả năng tham chiến ngoài khơi xa của Trung Quốc. Động thái này của Trung Quốc diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Tomomi Hanada, hồi đầu tháng cho biết Nhật sẽ gia tăng các hoạt động trong khu vực Biển Đông thông qua các cuộc tuần tra đào tạo chung với Hải quân Hoa Kỳ, diễn tập với Hải quân các nước trong khu vực và giúp đỡ nâng cao khả năng cho các quốc gia ven biển. Và cuối cùng, thưa quý vị, khoảng 77% nam giới Việt Nam uống rượu bia, cao hơn tỷ lệ trung bình của khu vực và thế giới, vốn ở mức khoảng 48%. Đây là kết quả khảo sát điều tra được Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Theo kết quả điều tra, Việt Nam hiện đứng thứ 2 ở Đông Nam Á sau Thái Lan, thứ 10 ở châu Á và thứ 29 trên thế giới về lượng rượu bia được sử dụng.
Cụ thể vào năm 2015, người Việt đã tiêu thụ 3,4 tỷ lít bia. Khảo sát cũng cho thấy trong số 1.840 bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện thì có đến 67% người điều khiển phương tiện có độ cồn trong máu cao, 45% số người tham gia giao thông 2 giờ sau khi uống rượu bia. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rptiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, quý vị vào địa chỉ achautuyao.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trân Như kính chào, tạm biệt quý vị.